Hello mọi người, đây là kênh TikTok phụ của Tuấn. Mọi người có thể follow cái kênh này để được... Vừa bị TikTok khóa tài khoản, NoOno lập ngay kênh mới kêu gọi follow ủng hộ. NoOno đang là TikToker gây ồn ào nhất trong những ngày qua với đoạn clip tặng đồ ăn cho một cụ bà nhưng lại lấy hoàn cảnh thiếu thốn của cụ ra để đùa cợt. Sau làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người dùng mạng xã hội, mới đây TikTok đã có động thái xử lý khá cứng rắn. Cụ thể vào trưa 28 tháng 11, nhiều người phát hiện khi tìm kiếm trên tài khoản của TikToker NoOno liền nhận được thông báo kênh TikTok này đã bị khóa. Tất cả các clip trên kênh đều không hiển thị, thay vào đó là dòng chữ tài khoản đã bị cấm, tài khoản Tuan Bryce, tên của NoOno, không còn có sẵn nữa. Có vẻ như TikTok đã chính thức cấm tài khoản này tiếp tục hoạt động. Việc làm này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người xem. Nhiều người cho rằng cần phải có biện pháp dứt khoát như vậy để tất cả những người xây dựng nội dung khác rút kinh nghiệm, đầu tư hơn vào chất lượng để cùng nhau xây dựng một cộng đồng lành mạnh. Song không lâu sau đó, NoOno đã ngay lập tức lập một kênh mới và kêu gọi mọi người follow ủng hộ với thái độ khá vui vẻ. Hello mọi người, đây là kênh TikTok phụ của Tuấn. Mọi người có thể follow cái kênh này để đủ 1.000 người Tuấn có thể livestream nha. Nếu mà cái TikTok Tuấn Pride á, nếu mà nó có bị chặn á, thì mọi người qua đây coi nha. Cảm ơn mọi người. Ngoài ra anh còn đăng tải hai video khác, than cảm thấy mệt mỏi và gửi lời xin lỗi thêm một lần nữa. Vụ việc của NoOno chính là bài học cho người dùng mạng xã hội. Đây không chỉ là màn ảo nữa mà nó thực sự là một cộng đồng có sức ảnh hưởng. Tất cả hành động phát ngôn của chúng ta đều có thể để lại hậu quả khôn lường. Do đó, nếu muốn xây dựng một kênh một cách lâu dài, chẳng có cách nào khác ngoài việc phải đặt lợi ích của người xem lên hàng đầu. Các bạn nghĩ sao về chàng trai này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.